Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh Tipca. Vậy là mẫu xe Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới đã ra mắt tại Việt Nam. Một thiết kế hoàn toàn mới và cũng có rất nhiều thứ mới lạ nữa. Và trong lần ra mắt này thì Santa Fe có tới 5 phiên bản với mức giá từ hơn 1 tỷ đến hơn 1 tỷ 3. Và chiếc xe này có cái gì thú vị và có đáng để xuống tiền hay không? Chúng ta cùng nhau thảo luận rất nhanh trong video ngày hôm nay. Điểm mới đầu tiên và cũng gây tranh cãi rất nhiều trong thời gian qua đó chính là về mặt thiết kế. Trông nó rất vuông vức như một chiếc hộp vậy. Phần đầu xe thì chúng tôi đánh giá là rất hài hòa và trông rất nam tính. Tuy nhiên là phần đuôi xe có cái gì đó có lẽ là gây tranh cãi nhiều hơn. Bởi vì là theo tư duy của một người bình thường, đáng lẽ cái đèn hậu nó phải nằm ở cái vị trí này, thì nhà thiết kế lại đặt nó rất là thấp ở dưới. Tuy nhiên đây chỉ là cái quan điểm về mặt cá nhân. Có lẽ là về mặt vẻ đẹp thì mỗi người một ý. Và quý vị đánh giá sao về thiết kế này, chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới. Thế hệ mới này đã điều chỉnh kích thước khá là nhiều so với thế hệ trước đó. Cụ thể là tổng chiều dài và chiều dài cơ sở đã điều chỉnh tăng khoảng 5cm so với thế hệ trước. Chính vì vậy mà nhìn chiếc xe trông trường dáng hơn rất nhiều. Trong lần ra mắt này thì Santa Fe có 5 phiên bản. Các trang bị chi tiết thì quý vị có thể theo dõi ở trên website chính hãng Vinh Đại Thành Công. Và ngày hôm nay trong cái khuôn khổ của một tin ngắn này thì chúng tôi chỉ điểm ra những cái điểm quan trọng nhất và đáng chú ý nhất thôi. Hệ thống khung gầm và động lực cũng thay đổi hoàn toàn so với trước và có ít nhất là 3 sự thay đổi. Sự thay đổi thứ nhất đó chính là đã không còn động cơ diesel. Và sự thay đổi số 2 đó chính là không còn phiên bản hybrid. Và chúng tôi cho rằng là phiên bản hybrid có lẽ là chưa phù hợp lắm với cái bài toán kinh doanh của hãng, cho nên là hãng đã quyết định bỏ, mà bỏ một cách rất là âm thầm. Và thay đổi số 3 quan trọng hơn rất nhiều đó chính là hai động cơ trong lần ra mắt này hoàn toàn mới. Động cơ thứ nhất là động cơ 1.5 phun xăng trực tiếp. Các thông số về công suất quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Như vậy là mạnh hơn khoảng 10% so với động cơ 2.5 thế hệ trước đó. Và tiếp đó, động cơ số 2 ấn tượng hơn rất nhiều, đó chính là động cơ 2.5 tăng áp. Các thông số về công suất hay là sức kéo quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Cụ thể là khoảng 280 mã lực và 422 Nm. Như vậy có thể thấy rằng đây chính là động cơ xăng mạnh hàng đầu trong số những chiếc xe ở phân khúc này. Động cơ 2.5 hút khí tự nhiên thì đi cùng với hộp số tự động 8 cấp, trong khi động cơ tăng áp thì đi cùng với hộp số ly hợp kép 8 cấp. Ở phần đầu xe, chúng ta sẽ thấy có một số chi tiết vô cùng quan trọng của dòng xe này. Đầu tiên đó chính là hệ thống đóng mở khe hút gió hoàn toàn tự động. Khi mà chúng ta khởi động máy trong tình trạng là máy nguội thì hệ thống này nó sẽ đóng lại để giúp cho gió không thể lùa được vào trong khoang máy và giúp cho động cơ được ấm lên nhanh hơn, dầu động cơ lưu thông nhanh hơn. Và như vậy là sẽ phát huy cái hiệu năng nhanh nhất có thể. Còn khi mà chúng ta di chuyển tốc độ cao thì cái này nó sẽ mở ra để làm mát máy nhanh hơn, làm mát máy hiệu quả hơn, đồng thời là làm tăng cái khả năng khí động học của xe. Và theo công bố thì chỉ số cản khí động học của mẫu xe này chưa đến 0,3. Đây chính là yếu tố mà chúng tôi thực sự cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì là với thiết kế vuông hình hộp thế này nhưng mà hệ số cản khí động học lại chỉ tương đương với một số dòng xe sedan. Tiếp đó, đây chính là hệ thống radar nằm trong hệ thống trang bị an toàn thông minh. Và hệ thống công nghệ thông minh của Hyundai Santa Fe thế hệ mới có tới 7 tính năng hiện đại. Đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ full LED, tự động bật tắt, tự động điều chỉnh độ cao của góc chiếu sáng khi mà gặp xe ngược chiều. Ở ngoại thất có một chi tiết thú vị để chúng ta có thể níu tay vào đây và trèo lên lấy đồ ở trên nóc xe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nội thất xe. Ngay khi ngồi đây thì cảm nhận của tôi đó chính là nó thực sự là choáng ngợp. Và thiết kế hoàn toàn mới, không còn bất kỳ một cái gì gọi là vương vấn hay là liên quan đến thế hệ cũ. Đầu tiên, yếu tố đầu tiên đó chính là tầm quan sát. Quý vị hãy nhìn đi. Gương chiếu hậu được bố trí trên cánh cửa, để lại cái tầm quan sát cực kỳ tốt, vô cùng thoáng. Và đây chính là yếu tố mà chúng ta có thể cảm giác rất là thoải mái và thuận lợi khi mà di chuyển trong phố. Tiếp đó là về mặt chất liệu. Chất liệu có thể nói là chúng tôi chưa bao giờ phàn nàn về chất liệu của Hyundai Santa Fe. Và đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất còn được trang bị da Napa, có nghĩa là loại da cao cấp đầu bảng trên thị trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một số những cái tiểu tiết khác. Đây là vô lăng, có lễ chuyển số. Trên vô lăng thì có đầy đủ tất cả những cái nút bấm chức năng mà chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như đây là các nút bấm điều khiển trang bị an toàn. Bên này là đàm thoại rảnh tay, âm lượng vân vân. Và phía trước chúng ta nổi bật trong khoang lái đó chính là màn hình đôi. Kích thước là 12,3 inch, tức là mỗi màn hình là 12,3 inch. Ở đây thì tôi đã bật sẵn camera toàn cảnh 360 độ, quý vị có thể quan sát. Nó nét tới mức mà có lẽ là không còn từ gì để diễn tả nữa. Sắc nét đến từng chi tiết. Đây tiếp tục là một nét mới nữa.
cần số được bố trí ở đây. Như vậy là rất thuận tiện trong quá trình lái xe và làm cho cái không gian ở cái phần điều khiển trung tâm này nó thoáng đãng hơn. Tiếp đó, ở cái phần này, nếu như trước đây ở thế hệ cũ thì nó là một dừng nút bấm, thì bây giờ nó đã thay thế bằng những cái màn hình cảm ứng và bên cạnh đó là những nút bấm vật lý. Ví dụ như là tất cả những cái gì mà chúng ta thường xuyên động chạm và điều khiển, ví dụ như là điều chỉnh nhiệt độ này, thì vẫn là núm xoay vật lý, rất tiện lợi trong quá trình lái xe. Tuy nhiên thì một số những chức năng khác mà chúng ta ít sử dụng hơn thì đó là màn hình cảm ứng. Một trang bị nổi bật nữa đó chính là mẫu xe này được trang bị hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập. Ở khu vực này chúng ta sẽ thấy một số những cái trang bị cao cấp khác, ví dụ như là làm mát ghế hoặc là sưởi ấm ghế. Trong đó làm mát ghế là cái chức năng mà tôi cảm thấy ủng hộ hơn rất nhiều. Nó rất hữu ích trong điều kiện sử dụng ở Việt Nam. Cả hai ghế luôn. Ở đây thì có rất nhiều cổng sạc, toàn là cổng sạc siêu nhanh. Và đây có tới 2 khay sạc không dây. Như vậy là cả hai người ngồi hàng ghế trước đều có sạc không dây. Một trang bị mà thể hiện rằng là Hyundai đang muốn hướng tới cái sự riêng tư rất là cao, đó chính là cửa sổ trời. Trong khi nhiều mẫu xe khác thì trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama, thì mẫu xe này là cửa sổ trời đôi. Có nghĩa là hàng ghế trước với hàng ghế sau là hai cửa sổ trời tách biệt. Như vậy là ví dụ như là phía trước muốn có cửa sổ trời nhưng phía sau vẫn riêng tư, hoặc là phía sau cửa sổ trời mở ra thì phía trước vẫn riêng tư. Điều đó vô cùng quan trọng trong cuộc sống ngày nay. Hàng ghế sau rộng mênh mông và điều chỉnh độ ngả vô cùng lớn và linh hoạt. Ở trên phiên bản cao cấp thì hàng ghế sau này còn điều khiển điện nữa. Khi mà hàng ghế thứ hai trượt hết cỡ về phía sau thì hàng ghế thứ ba có lẽ là chỉ phù hợp với những người cao khoảng 1,5m. Tôi ngồi thì cảm giác là hơi gò bó. Một vài trang bị tiện ích ở đây gồm có điều chỉnh cửa gió điều hòa và cổng sạc Type-C. Khoang chứa đồ tiêu chuẩn đây, có độ sâu khoảng 40cm. Và để tối ưu không gian chứa đồ thì hàng ghế sau này có thể gập xuống thành một sàn phẳng. Và theo công bố thì khả năng chứa đồ đã tăng lên đáng kể so với thế hệ trước. Như vậy là chúng ta vẫn cùng nhau trải nghiệm rất nhanh mẫu xe Hyundai Santa Fe thế hệ mới năm 2024. Và theo đánh giá của chúng tôi, theo quan điểm của chúng tôi thì thực sự là mẫu xe này nhìn nó hấp dẫn hơn rất nhiều, trông nó men hơn rất nhiều. Và với những quý vị mà đam mê trải nghiệm, đam mê thiết kế, đam mê kỹ thuật thì tôi khẳng định là chúng ta cũng sẽ thích hơn rất nhiều. Quan điểm của chúng tôi thì là như vậy. Còn quý vị nghĩ sao? Quý vị đánh giá sao về chiếc xe này? Nó có thực sự là ấn tượng và đáng tiền hay không? Chúng ta cùng nhau chia sẻ ý kiến bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và rất mong được gặp quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Thích Ca.